Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh FBNC. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm tin trong nước và quốc tế. Mở đầu cho phần điểm tin chương trình Giờ Cách Sổ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin như sau. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk với mã chứng khoán là VNM vừa có công văn xin được báo cáo tài chính quý trong năm 2016 vào thời điểm không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nghĩa là lùi lại 10 ngày so với quy định. Lý do được Vinamilk đưa ra là công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh phức tạp, có nhiều công ty con, công ty liên kết và các đơn vị hạch toán phụ thuộc ở nước ngoài như Mỹ, New Zealand, Ba Lan và ở Campuchia. Do đó, việc lập báo cáo tài chính hàng quý khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Mới đây trong báo cáo của mình thì công ty chứng khoán HSC nhận định kết quả kinh doanh của Vinamilk có thể tăng vọt hơn 30% trong năm 2015 nếu không phải nộp thuế. Hôm qua, nhiều báo chí đã đồng loạt đưa tin nhà mạng Mobifone đã hoàn tất đàm phán mua lại 95% cổ phần của AVG, công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu. Hiện các thông tin về giá trị thương vụ cũng như thông tin chi tiết hơn vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành nhận định thì việc AVG bán lại cho nhà đầu tư khác do kinh doanh thua lỗ, trong khi Mobifone muốn mua lại AVG để có thêm mảng dịch vụ truyền hình trả tiền. Trước đó, lãnh đạo Mobifone cũng từng khẳng định chiến lược phát triển của nhà mạng này sẽ tập trung vào 4 mảng chính là di động, truyền hình bán lẻ và đa phương tiện. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Licogy 13 mã là LIG vừa thông qua hàng loạt các quyết định mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Cụ thể, Licogy 13 sẽ quyết định nhận chuyển nhượng 1,2 triệu cổ phần tương ứng với 40% vốn điều lệ của công ty dịch vụ nhà hàng Những Hạt Cà Phê Nói Chuyện, đơn vị đang vận hành chuỗi cửa hàng Twitter Beans Coffee. Hiện Twitter Beans Coffee đang có 6 cửa hàng tại Hà Nội. Cùng với đó thì Licogy 13 cũng sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty đầu tư nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt và công ty địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước lên 90%. Ngoài ra, hội đồng quản trị công ty Licogy 13 cũng quyết định mua lại hai đơn vị trực thuộc Cienco, một là trường trung cấp nghề công trình 1 và công ty cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ. Cũng liên quan đến các hoạt động mua bán và sáp nhập, công ty mía đường Lam Sơn mã là LS đã quyết định mua lại 1,18 triệu cổ phần mía đường Nông Cống mà tổng công ty mía đường 1 đang sở hữu. Nếu giao dịch này thành công thì LS sẽ sở hữu số cổ phần tương đương là 57% vốn điều lệ công ty mía đường Nông Cống. Mức giá được đưa ra cho thương vụ này là 22.000 đồng một cổ phiếu, nghĩa là tổng giá trị chuyển nhượng gần 26 tỷ đồng. Trước đó thì LSS đã được công ty cổ phần thương mại đầu tư Thăng Long tăng tỷ lệ sở hữu lên 12,6%, tương đương với tỷ lệ nắm giữ 8,83% cổ phiếu. Hiện công ty thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội đang là cổ đông lớn thứ hai ở LSS sau Hiệp hội Mía đường Lam Sơn Thanh Hóa. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trafaco vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20%, tức là mỗi cổ phiếu nhận đổ cổ tức là 2.000 đồng. Như vậy, Trafaco sẽ chi gần 50 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Thời gian chi trả dự kiến vào tháng 3 năm 2016. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 cho thấy Trafaco đạt lợi nhuận ròng là 138,5 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014. Năm 2014 thì cổ đông của Trafaco nhận được cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 30%. SCIC hiện đang là cổ đông lớn nhất với 35,67% vốn điều lệ. Ngoài ra thì Trafaco còn có hai cổ đông lớn nữa là Vietnam Azela Fund và Vietnam Holding Limit với 35,43% vốn điều lệ. Công ty cổ phần nhựa Rạng Đông mã là RDB công bố ngày 20 tháng 1 năm 2015 là ngày chốt quyền phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ là 7:1 tương đương với 14%. Số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 2,2 triệu. Đồng thời, RDB cũng dự kiến phát hành 200.000 cổ phiếu từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi cho nhân viên trong công ty. Thời gian đăng ký và phân phối cổ phiếu từ 20 đến 30 tháng 1 năm 2016. Và bây giờ chúng tôi sẽ được chuyển sang các thông tin quốc tế. Đầu tiên sẽ là thông tin về thị trường chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 1 do bị tác động bởi thị trường Trung Quốc phải đóng cửa trước đó và giá dầu giảm xuống thấp nhất kể từ 12 năm qua. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm lần lượt là 2,32 và 2,37%. Chỉ số Nasdaq giảm mạnh nhất là 3,03%. Trong đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 5,2% trong vòng chưa đầy một tuần kể từ đầu năm mới 2016. Trung Quốc đã tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ, khiến cho đồng tiền giảm xuống mức thấp nhất kể từ 5 tháng qua và khiến các nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền kinh tế. Cổ phiếu của Apple vốn mang lại nhiều công việc kinh doanh tại Trung Quốc giảm đến 4,2% và ở mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Cổ phiếu của Yahoo giảm 6,2%, chỉ còn hơn $30 một cổ phiếu sau khi Business Insider cho biết công ty có kế hoạch cắt giảm nhân sự ít nhất là 10%.
Chúng tôi xin được chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán ở châu Âu. Thị trường chứng khoán châu Âu đã lao dốc trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 1 sau khi Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ. Chỉ số FTSE của Anh và các chỉ số mã Blue Chip Stock giảm lần lượt là 2,3 và 2,5%, trong khi đó chỉ số DAX của Đức giảm 3%. Thị trường Đức đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 và giảm khoảng 20% so với giai đoạn đỉnh cao vào tháng 4 năm 2015. Nguyên nhân chính vẫn là tác động tiêu cực từ thị trường chứng khoán Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với châu Âu do Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đức cũng như nhiều nước châu Âu khác. Cho nên khi chứng khoán Trung Quốc bị khủng hoảng thì đương nhiên sẽ kéo theo sự lao dốc từ châu Âu. Giá dầu đã giảm xuống chỉ còn 33 đô la một thùng hôm 7 tháng 1 ở mức thấp nhất kể từ 12 năm qua, ngay giữa lúc các nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm cách bán tháo cổ phiếu ngành dầu khí do lo ngại nguồn cung đã chạm ngưỡng kỷ lục cả về sản lượng dầu thô cũng như dầu lọc. So với giữa năm 2014 thì giá dầu đã giảm đến 70%, khiến các công ty dầu khí và các quốc gia phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ dầu thô bị ảnh hưởng nặng nề. Cổ phiếu của các hãng dầu khí sụt giảm mạnh. Trên thị trường Mỹ, cổ phiếu của Freeport-McMoRan giảm 9,1% chỉ còn 5,61 đô la một cổ phiếu sau khi chính phủ Mỹ công bố nguồn cung tăng 10,6 triệu thùng dầu mỗi tuần. Chúng tôi sẽ được chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán châu Á. Thị trường ở đây giao dịch trái chiều trong phiên cuối tuần, trong khi thị trường Trung Quốc đã tăng trở lại sau phiên lao dốc đến nỗi phải đóng cửa trước đó. Kết phiên giao dịch ngày 8 tháng 1, chỉ số Nikkei của Nhật Bản và ISX 200 của Úc đều giảm gần 0,4%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,7%. Riêng chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng gần 2%. Các nhà đầu tư theo dõi sát sao diễn biến của thị trường Trung Quốc sau khi đã phải đóng cửa vào phiên hôm trước vì chỉ số CSI 300 mất hơn 7%. Đồng nhân dân tệ suy yếu sau quyết định phá giá của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đè nặng lên tâm lý thị trường. Nhóm cổ phiếu năng lượng diễn biến trái chiều. Tại Úc thì cổ phiếu Woodside Petroleum, Oasis và Santos đóng cửa tăng từ 3,48 đến 4,67%. Tuy nhiên, cổ phiếu nhóm năng lượng tại Nhật Bản lại giảm điểm. Tại thị trường Nhật Bản, cổ phiếu của Fast Retailing giảm 2,15% sau khi công ty cắt giảm dự báo lợi nhuận cả năm còn 180 tỷ yên. Báo cáo cho biết doanh số bán hàng của nhà bán lẻ này đã giảm 12% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước. Tại Hàn Quốc, cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 0,86%, bất chấp việc công ty không đạt được kết quả kinh doanh quý 4 như kỳ vọng. Dù vậy, lợi nhuận quý 4 vẫn tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 6.100 tỷ won, tương đương với 5,1 tỷ đô la. Trong khi đó, khảo sát của Reuters dự báo lợi nhuận sẽ là 6.600 tỷ won. Nhóm cổ phiếu của các công ty sản xuất vàng tăng điểm nhờ thị trường biến động. Tại Úc, cổ phiếu của Newcrest tăng 1,52%, trong khi cổ phiếu của Alastair Gold tăng đến 6,34% khi thị trường đóng cửa. Điều này theo các chuyên gia phân tích và là dễ hiểu bởi vàng luôn là sự lựa chọn an toàn hàng đầu khi mà nền kinh tế đang trong thời gian biến động và bất ổn. Chính vì thế mà giá vàng đã tăng lên mức cao nhất kể từ 9 tuần qua, đạt 1.102,6 đô la một ounce trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Vừa rồi là phần điểm tin trong nước và quốc tế. Ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi quay trở lại với phần 3 của chương trình Giờ Cách Sổ.